Chào mọi người. Hôm nay chiều mát cho Dina ra ngoài chơi. Lâu lắm mới cho Dina lên video. Về nhà thì Dina mọc lại được cái lông mũi được một chút rồi. Nghịch quá, rụng hết cả lông mũi. Đây, ngắm Dina tí. Bảo là khi nào mà Dina đẻ thì sẽ làm một cái video giới thiệu về cái gia phả của nhà Dina, bố và mẹ. Nhưng mà tình hình là có vẻ hơi căng, khi mà bụng của Dina từ ngày thứ 35 trở đi thì thấy không to lên nữa. Sợ là lần này là Dina bị sẩy rồi. Bởi vì là khi mà Dina hai mươi mấy ngày không có siêu âm được thì có test máu để kiểm tra xem là có bầu hay không. Thì là kết quả xét nghiệm là xác định là bầu. Đã bầu là chắc chắn. Nhưng mà thấy đến gần đây xem thì thấy bụng là không có phát triển thêm. Thì thôi, cũng buồn phiền, cũng chẳng muốn siêu âm lại. Để xem như thế nào thôi. Nhưng mà tình hình là có vẻ không được tươi lắm. Có thể là do Dina nhập về, cho nên là Dina chưa có quen với cái khí hậu nóng theo kiểu kinh khủng ở Việt Nam mình. Thôi Dina ngồi yên đây đi. Ngồi yên đấy. Tí nữa rồi mới dắt đi. Giờ ngồi yên để nói chuyện tí. Có thể là do Dina nhập về cho nên là Dina chưa có quen với khí hậu ở Việt Nam, nó khắc nghiệt của cái mùa nóng này. Và bầu rồi sẩy thì nó cũng là cái chuyện nó cũng không phải là hiếm gặp. Nhìn thì có nguy cơ là như vậy đấy. Thì rất là ái ngại với này, cái việc này. Một là cái đàn đầu tiên của Dina là nếu mà có bị sẩy thì là cũng là rất là buồn, vì nó không được thuận lợi ở lần đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là hơi phụ lòng của bốn anh em là chờ đợi cái đàn con của Dina và Marvin. Đã nhận cọc của hai người, còn hai người thì là nuôi cái con giống của trại rồi, thành ra là trại không có yêu cầu đặt cọc, mà đến lúc có cho con là bắt thôi. Thì mọi người mà nếu mà vẫn cứ thích Dina với Marvin thì nếu mà lần này mà nó có sơ sẩy thì mọi người sẽ lại chờ thêm mấy tháng nữa. Nếu mà nó có sẩy thì nó sẽ lên giống lại sau khoảng 3 tháng nữa. Tầm đấy, 3 tháng nữa, tức là 5 tháng nữa mới đẻ. 5 hoặc 6 tháng nữa nếu mà đợt này mà sẩy. Nhìn bụng này thì cũng không biết đường nào mà lần, bởi vì con chó đẻ lần đầu mà nhìn nó nản quá, không muốn siêu âm. Cái thứ hai nữa là mọi người có thể lựa chọn bắt sang có thể là đàn của Messi hoặc là đàn khác nếu mà mọi người không chờ được. Muốn kiếm cái đàn cho con có ông ngoại là một cái con chó rốt làm việc nổi tiếng thế giới mà khó quá. Nghe hơi căng Dina nhỉ. Hơi bị căng. Hơi ngắm Dina tí vậy. Nào. Đi này. Đi nào. Ok. Nào. Không. Không quay vòng vậy đâu.
Nào. À, xem ở bên sân bóng kìa, chúng nó đang làm gì kìa. Đi ra xem ở bên sân bóng kìa. Sân bóng. Đây, nhìn cái bụng của nó đây. Bụng như không ấy. Mà rõ bầu 25 ngày kiểm tra là bầu rồi đấy. Bầu chắc chắn là bầu 100% là không có bao giờ sai được. Bởi vì đấy nó là kiểm tra máu, kiểm tra cái hàm lượng hormone ở trong cơ thể, chứ nó không phải là dựa vào mắt thường. Đi này. Thôi kệ người ta. Đấy, mọi người thấy rốt là nó cực kỳ, nó thích trẻ con. Thế đẩy nôi trẻ con đi qua là nó nhao ra để mà nó hóng ngay. Đấy nó là bản năng. Gina. Không, cứ ngồi yên đấy thôi. Anh gọi nhìn ra đây thôi. Đi nào. Hey. Gina đang muốn ra hồ chơi, không muốn ở quán này. Quán đây đang quán nước. Quán nước mía, hôm nay nóng, chiều mát đi uống nước mía. Thôi thì cứ theo lịch để xem là đầu tháng 6 xem thế nào. Chăm Dina như bình thường thôi. Dina nhá. Bố của Dina thì nó là một cái con working khủng khiếp lắm. Nó là đẳng cấp thế giới, những con top của thế giới. Bố của Dina là con chó Đức. Bây giờ thì được xuất khẩu sang Mỹ rồi. Nhưng mà nó thành danh ở Đức. Nó là một cái dòng họ những cái con chó nổi tiếng. Mẹ của Dina thì lại quá là đỉnh cao ở trên cái thi chó đẹp. Cũng là dòng họ của những con chó mà ăn các cái giải thưởng lớn ở các cuộc thi chó đẹp. Dina thì giống mẹ nhiều. Cái ngoại hình của Dina là giống mẹ nhiều. Nào. Hey. Sao nó bị tối mò mò nhỉ? Ngắm đường ngắm phố đi. Phổ. Thương cảm em quá nhỉ. Bụng thì không thấy to ra mà lại thấy quặp con khác nhún nhảy rồi. Chứ nếu mà không phải là Dina quặp con khác nhún nhảy là cũng không thèm kiểm tra bụng đâu. Bởi vì con chó nó bầu ít bầu nhiều thì bụng bé bụng to nó cũng không có thành vấn đề lắm. Nhưng mà cái việc mà quặp con khác để nhún nhảy đấy là nghi ngờ là Dina bị sảy. Nghi ngờ là đã bị sảy.
con của Marvin với Dina. Mà nguyên nhân xảy thì chỉ có là do không quen với khí hậu ở Việt Nam thôi. Chưa quen, chưa thích nghi. Dina này nhập về lúc Dina 4 tháng tuổi. Sang tháng thứ 5, gần sang tháng thứ 5. Cũng được 1 năm rồi đấy. Nhập về ở tầm này luôn. Mọi người mà xem cái video Dina đi chơi hồ, đấy là đính là thời điểm của Dina nhập. Ok thôi, cứ chờ đàn này đi. Rồi anh em mà cọc chờ Dina Marvin thì chúng ta sẽ để xem sau rồi chúng ta tính. Có thể chờ đàn sau, hoặc chúng ta có thể đón ở một cái đàn cho con khác ở cùng mức chất lượng. Nếu trong trường hợp mà đàn này nó có vấn đề, nó có trục trặc. Dina xin chào mọi người nhé. See you again. Tối rồi. Chào mọi người. Mọi người mùa hè này nó nóng bức thì mọi người lưu ý chó đừng có để nó ở chỗ nắng chiếu vào nhé. Tránh bị sốc nhiệt. Rất là đáng tiếc và đau buồn nữa. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.